Sau hai trận giao hữu ở Qatar, hôm nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân trong chuỗi 4 trận tập huấn tại Nhật Bản để hướng đến vòng chung kết U17 châu Á 2023 ở Thái Lan. Sau hai lứa cầu thủ sinh năm 2001 và 2003 với hàng thủ có chiều cao hạn chế thì lứa U17 Việt Nam hiện tại sinh năm 2006 năm 2007 có thể hình rất ấn tượng, với 15 cầu thủ cao trên 1m75 chỉ 3 cầu thủ dưới 1m69. Trong đó có những cái tên đặc biệt ấn tượng như thủ môn Phạm Đình Hải, Nguyễn Bảo Ngọc 1m83, các trung vệ Trương Thạc Minh, Nguyễn Lương Tuấn Khải 1m81, Bùi Văn Hoàng 1m80, Nguyễn Hữu Trọng, Phan Văn Thành 1m83, hậu vệ trái Nguyễn Hoàng Nam 1m77, tiền vệ Nguyễn Anh Tiệp 1m78, tiền đạo Đinh Quang Kiệt 1m91. Đây là những thông số rất tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam trong tầm 5 đến 7 năm tới. Tại Qatar, những chàng trai tuổi bẻ gãy sừng trâu của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thắng U17 Qatar 2-0 do Công Huỳnh Triệu và Công Phương. Trước đó, ban huấn luyện U17 Việt Nam linh hoạt kết nối trận giao hữu với U17 Lào đang tập huấn tại Qatar, kết quả hòa 0-0. Ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ qua hai trận giao hữu quốc tế này, tôi đã có những dữ liệu để đánh giá tốt hơn những biểu hiện của các cầu thủ. Tất nhiên, các đội bóng đều thử nghiệm nên chưa thể nói về trận hòa U17 Lào và thắng U17 Qatar là ai hơn ai. Nhưng tôi rất hài lòng về tinh thần và thái độ chơi bóng của các cầu thủ. Các thành viên đều rất nỗ lực hỗ trợ nhau để mỗi cá nhân hoàn thành tốt phần việc của mình, thúc đẩy đội bóng tiến bộ hơn từng ngày. Đội tuyển U17 Việt Nam là một trong 4 đội không thua bàn nào tại vòng loại U17 châu Á VFF dự kiến vào 14 giờ hôm nay ngày 25 tháng 5 U17 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên tại Nhật Bản với đội bóng trường trung học phổ thông Kaisanan, trước khi gặp U18 Honda FC ngày 28 tháng 5, Đại học Tokoha ngày 31 tháng 5 và Đại học Shizuoka ngày 2 tháng 6. Việc U17 Việt Nam được gặp các đối thủ mạnh dần sẽ giúp đội bóng phát hiện và giải quyết các hạn chế mà những trận giao hữu trong nước không thể đem đến. Thêm vào đó, các trận đấu quốc tế sẽ giúp các cầu thủ trẻ gỡ bỏ sự bỡ ngỡ, tự tin hơn khi đối đầu các đối thủ mạnh. VFF đã đầu tư khá khoa học cho lứa U17 Việt Nam này. Bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, thái độ và sự quyết tâm là điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam, để các cầu thủ thể hiện được hết khả năng của mình. Nên nhớ các cầu thủ lứa tuổi U17, U19, U20 là nền tảng cho những mục tiêu lớn và dài của bóng đá Việt Nam. Tôi muốn các cầu thủ phải thể hiện hết sức để chúng ta có đánh giá thật chuẩn cho những mục tiêu trong tương lai. Kết thúc đợt tập huấn ở Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có một tuần ổn định đội hình và hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng ở Vũng Tàu trước khi bay sang Thái Lan dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra từ 15 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Nơi chúng ta nằm chung bảng D cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan, mục tiêu của U17 Việt Nam tại giải là tranh một trong hai thứ hạng đầu để giành quyền lọt vào tứ kết, xa hơn là vòng bán kết, cũng đồng nghĩa đoạt vé dự U17 FIFA World Cup 2023 vào tháng 10 tới. Việc rơi vào bảng D khá nặng, với hai ông lớn có thương hiệu ở các giải trẻ là Nhật Bản và Uzbekistan sẽ đặt ra những thách thức rất lớn cho U17 Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có niềm tin vào lứa cầu thủ hiện tại không chỉ có thể hình tốt mà chuyên môn đang tiến bộ từng ngày.